Xin cảm ơn quý khán thính giả của đài Vietfest TV 55.3 đã giữ màn hình. Và bây giờ để tiếp tục chương trình pháp luật thì Thư được nói chuyện tiếp với Dr. Kevin Lee cũng như bác sĩ Nguyễn Đức. Thì hồi nãy trước khi cái phần thông tin thương mại thì Thư có hỏi là trong suốt cái thời gian mình làm việc, học hành, hoạt động thì cái người nào là cái người mà quý vị cảm thấy học hỏi được nhiều nhất và cái người role model trong cuộc đời mình? Thưa luật sư Anh Thư và thưa quý khán thính giả, thì đối với bản thân Kevin thì có một người mà Kevin rất là ngưỡng mộ, mà chắc chắn là người này cũng là một cái role model của rất là nhiều người, bởi vì ông ta là vừa là một người về chuyên về technology và khoa học kỹ thuật, nó cũng giống như là cái background và cái chuyên môn của Kevin, và đồng thời là những cái gì mà ông ta làm cho xã hội và đóng công hiến cho cộng đồng. Thưa quý vị, đó là ông Bill Gates. Và Kevin rất là phục ông, là không riêng gì vì những cái gì mà ông đã làm được cho hãng Microsoft, nhưng mà những cái gì ông ta cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, và những cái việc công việc từ thiện ông ta làm, giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho rất là nhiều cái tổ chức khác nhau, thì đó là một người role model mà Kevin rất là khâm phục. Còn bác? Thực tình ra đó, về lĩnh vực y học thì tôi cũng có nhiều gọi là những nhân vật mà tôi có thể làm role model cho tôi. Nhưng mà một trong những người đó là một bác sĩ Việt Nam, là ông bác sĩ Phạm Biểu Tâm. Ông là một khoa trưởng của trường Đại học Y khoa Sài Gòn, và ông sống một cuộc đời hết sức là thanh liêm, và đối với sinh viên hay đối với học trò của ông thì ông coi như là một người thân trong gia đình của ông. Thành ra ông Phạm Biểu Tâm là một giáo sư khoa trưởng, là biểu tượng của chúng tôi. Và thưa quý vị, nếu anh Thư có thể chia sẻ với quý vị một chút, thì cái người trong cái lĩnh vực luật thì cũng như trong cái vấn đề mà chính trị thì có rất là nhiều người nổi tiếng, rất nhiều thành công mà Thư học hỏi rất là nhiều. Nhưng thực sự cái người mà Thư cảm thấy khâm phục nhất và Thư học hỏi nhiều nhất chính có thể là bố mẹ của Thư. Thưa quý vị, bố mẹ của Thư có thể là hai người rất là đơn giản trong cuộc sống, không có nổi tiếng, không có cái gì quá vượt bậc, nhưng hai người đó là cái người đã sinh ra Thư và hy sinh rất là nhiều để Thư có được cái ngày hôm nay. Và những cái bài học trong cuộc sống của Thư có thể là những cái điều đó nó rất là đơn giản, chẳng hạn như mẹ Thư là cái người rất là hiền, thành ra mẹ lúc nào cũng nhường nhịn người khác và mẹ lúc nào cũng quan tâm người khác, thì cái điều đó là cái điều mà Thư cảm thấy mẹ có thể là cái người role model của Thư và Thư học hỏi rất là nhiều. Thưa quý vị, tôi xin phép luật sư một chút xíu. Riêng cá nhân tôi đó thì tôi xin thưa với quý vị thính giả là mẹ tôi mất sớm, thành ra chúng tôi chỉ còn có một ông bố. Thế ông bố tôi thì cố gắng mà ông ấy nuôi cho các con lớn cho tới ngày nay để nó thành đàn được. Và tất nhiên là chúng tôi chỉ có hai anh em với nhau. Và người anh chúng tôi thì nó cũng không được khỏe khoắn cho lắm. Thế thành ra đối với gia đình thì là ông bố tôi là người mà giúp đỡ rất nhiều. Vâng, đúng rồi. Nếu mà cái sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức là một mình cụ ông mà nuôi hai người con trai, thực sự mà hồi xưa không có cái người nào giúp thì cũng là một điều cũng rất là khó khăn, chứ không phải đâu, mà hai gia đình của bác sĩ Nguyễn Đức cũng như gia đình của người anh của bác đều là rất là thành công trong xã hội. Cái điều đó là một điều rất là hiếm hoi và rất là tự hào. Người ta thường nói nhất là trong cái dân gian Việt Nam mình, người ta cảnh người già trống nuôi con là rất là khó khăn. Người đàn bà người ta có nhiều cái khả đúng năng rồi để nuôi con tốt hơn người đàn ông, mà trong này là một mình ông bố chăm sóc như vậy rồi rất thành công như vậy là một điều rất là hiếm. Đúng rồi. Thì bên cạnh những cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống, trong công việc, thì cái gì hoặc là điều gì hoặc là những cái thành tựu gì hoặc là ai trong cuộc đời mình mà hai quý vị cảm thấy là cái điều tự hào nhất cho quý vị? Thực tình ra thì khó khăn ai cũng gặp những khó khăn, ai cũng gặp, chỉ có lớn hoặc là nhỏ thế thôi. Còn nếu mà mình mà nghĩa là bao dung nhìn họ với một con mắt màu hồng, nghĩa là nó thì mình nhiều khi mình quên họ làm những cái chuyện gì không có quan trọng lắm thì mình có thể quên đi những cái chuyện đó. Thành ra nói chung là chúng tôi cứ nghĩ rằng thì là ai cũng như ai, những làm được xấu việc tốt cũng đều tốt như nhau, đều coi giống như nhau tất cả, các bạn không ạ? Thành ra đó là điều mà chúng tôi quan niệm đó, thưa quý vị thính giả và thưa nhị vị.
Và thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức rất là khiêm tốn. Thực sự là các người con của bác sĩ Nguyễn Hữu Đức cũng rất là thành công. Thì nghĩ cái đó có lẽ cũng là một cái điều tự hào của bác chứ phải không bác? Vâng, thì một phần nào thì chúng tôi cũng đóng góp vào việc cho thành công của các cháu ở nhà. Còn cái điều mà bác chia sẻ hồi nãy là ai cũng có những khó khăn trở ngại, thì thưa quý vị, nhân cái dịp lễ này thì cái lời bác vâng, sĩ Nguyễn Đức nói thể, cũng rất là đúng. Có thể là vâng, thì có thể trong cái dịp lễ này, nhân dịp lễ này, lễ tạ ơn này thì mình có thể bỏ qua cho họ được và xí xóa cho họ được. Những cái hiềm khích, những cái hận thù chúng ta có thể gác qua một bên để cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là thưa quý vị, nếu mà nói về bác sĩ Nguyễn Đức nói về những cái khó khăn trở ngại ai cũng có đó, thì thương nhớ có một cái cô em rất là thân, cô em kết nghĩa thôi, rất là thân, thì cô đó nói một câu mà Thư cảm thấy rất là đúng, là cô nói là ai cũng có cái thánh giá để mà phát hết đó. Có nghĩa là trong cuộc sống ai cũng có những cái khó khăn trở ngại, nó có thể là đối với người đó nó rất là nặng nề, đối với người khác cảm thấy nó nhẹ nhàng, hoặc là ai cũng cảm thấy cái khó khăn trở ngại của mình là khó khăn nhất. Nhưng mà trong cái dịp lễ tạ ơn này, hoặc cái dịp lễ holiday Christmas này, hy vọng là chúng ta tìm được cái sức mạnh để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trở ngại đó. Cái khó khăn trở ngại đó có thể là trong công việc, trong học hành, trong cuộc sống hàng ngày, những cái khó khăn liên quan tới những cái mối quan hệ giữa người trong gia đình hoặc những bạn bè. Thì những cái điều đó nếu mà như bác sĩ Nguyễn Đức có chia sẻ, thì nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta bỏ qua được, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, đó là một cái sự giải thoát mà giúp chúng ta bớt đi cái sự nặng nề trong cái vấn đề khó khăn trở ngại. Còn Dr. Kevin Lee, những cái điều gì mà anh cảm thấy tự hào trong cuộc sống? Vâng, thì thưa luật sư Thư và thưa quý khán thính giả, đối với bản thân Kevin thì đến giờ phút này thì Kevin thấy một điều mà chúng tôi thấy tự hào, đó là những gì mà công ty Luraco Technology đã làm được trong suốt 10 mấy năm qua. Vâng, là đó là những cái sự nỗ lực rất là hết sức, nỗ lực hết sức vượt bậc để mà chúng tôi thứ nhất là đứng được và tồn tại được và phát triển. Đúng rồi. Vâng, thì chúng tôi rất là tự hào là về những cái bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Và đến giờ phút này thì chúng tôi đã có tới trên 30 mấy bằng phát minh đã được nộp cho chính phủ Hoa Kỳ, và hơn 17 bằng phát minh đã được cấp. Đó là một cái đối với một cái công ty như Luraco và mà làm được như vậy, đó là một điều chúng tôi rất tự hào. Và nhân cái thời gian này là nhân dịp là lễ tạ ơn, thì chúng tôi cũng lấy cái cơ hội này để cảm ơn là sự đóng góp rất là nỗ lực của toàn thể nhân viên của công ty Luraco. Nhờ sự nỗ lực này mà công ty Luraco có ngày hôm nay, và chúng tôi cũng không quên là xin được cảm ơn sự ủng hộ rất là nhiệt tình của cộng đồng người Việt chúng ta tại khắp năm châu. Và hiện bây giờ thì sản phẩm của Luraco là đi khắp năm châu, đi khắp nơi trên thế giới, và chỗ nào có cộng đồng người Việt thì chỗ đó có sản phẩm của Luraco đến đó. Và nhân cái câu này, chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự ủng hộ rất là nhiệt của cộng đồng người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới. Có một cái điều mà Thư có thể nói thêm như thế này, như ban đầu mình có nói, cái sự khó khăn cơ hàng tất cả người Việt Nam tị nạn mình tới nước Mỹ có hầu như hình như ai cũng phải trải qua. Thì Kevin với người anh của anh Kevin là anh Lê Thành, là hai người có thời gian là, hoặc là Lê Thành thì mọi người chắc cũng nhiều người biết là hát rất là hay thưa quý vị. Còn anh Kevin thì cũng technical setup âm thanh này kia, nhưng mà bên cạnh cái vấn đề đó thì họ vẫn tiếp tục focus, tập trung trong cái vấn đề trau dồi trí tuệ và vấn đề mà học vấn của họ. Thành ra chẳng hạn như thưa quý vị, có những lúc mà mới qua Mỹ cũng phải thời gian đi làm hãng, làm nhân viên hãng, rồi cũng phải đi làm bồi bàn. Có nghĩa là không có một cái nghề nào xấu cả trong cộng đồng Việt Nam. Có nghĩa là mình làm một cái nghề lương thiện, mình không cướp giật, mình không lừa gạt, mình không hại ai hết, mình kiếm cái đồng tiền đó. Nó và cái thuở đó là cái thuở mà ban đầu ai cũng phải trải qua thôi. Nhưng bên cạnh đó mình vẫn tiếp tục mình nỗ lực, giống như Kevin, Dr. Kevin Lee và đồng thời là anh Lê Thành, là hai người song song cái vấn đề âm nhạc, nghệ thuật, thì họ cũng vẫn tiếp tục tập trung trong cái vấn đề mà kiến thức, trí tuệ và học vấn của họ. Lý do đó mà họ đạt được cái thành công hôm nay, đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất là hay. Vì có những người
có thể là sau một thời gian họ rong chơi một cái lĩnh vực khác thì họ lại sao lãng cái vấn đề học vấn, trong khi đó anh lại không có cái vấn đề đó, thì cái điều đó tôi thấy cũng rất là hay. Xin cảm ơn bác sư Anh Thư. Vâng, còn bác sĩ Nguyễn Đức, bác có những cái điều gì mà bác muốn chia sẻ và tâm sự? Cái thứ nhất mà tôi muốn nói đó là cái công ty mà Lyraco này thì phải nói rằng là Lê Thành là người mà cũng đóng góp rất nhiều, làm việc rất nhiều cho công ty Lyraco này, và trong đó thì có Kevin, thành ra chúng tôi phải khen ngợi rằng Lê Thành là một người rất là tốt, rất cũng là làm việc là của Kevin đóng góp cho Còn riêng đối với chúng tôi thì ở nhà gia đình đối với chúng tôi thì nhân dịp mà tạ ơn thì chúng tôi cũng như là tất cả mọi người, nghĩa là có thể là quên tất cả những hận thù đối với người khác, và nhưng mà đối với lại người vợ của tôi là Ngô Thư Loan thì thực tình ra thì là một người rất hoàn toàn, thành ra chúng tôi không có gì mà thắc mắc về vấn đề đó cả. Vâng, thưa quý vị, trong dịp lễ tạ ơn cũng như là Christmas và New Year sắp tới đây, Thư muốn làm một cái chương trình nữa hoặc là viết một cái bài báo liên quan tới những cái vấn đề mà cộng đồng Việt Nam mình tạ ơn những cái điều gì trong cuộc sống hoặc tạ ơn những cái người nào trong cuộc đời mình, thì quý vị có thể liên lạc với Thư trực tiếp qua số cell phone 623-341-8835 hoặc là email h442@hotmail.com. Thư lặp lại 623-341-8835 hoặc là h442@hotmail.com và chia sẻ với Thư những cái vấn đề gì quý vị tạ ơn. Thư sẽ viết một cái bài báo về vấn đề đó và có thể làm một cái chương trình TV để đưa những cái thông điệp đó đến với những người trong cộng đồng chúng ta. Đó là một cái điều mà Thư cảm thấy rất là lạc quan và rất là positive cho những người trong cộng đồng. Cảm ơn Dr. Kevin Lee cũng như bác sĩ Nguyễn Đức đã tham gia cái chương trình hôm nay, và Thư cũng học hỏi rất là nhiều từ quý vị, và Thư cảm thấy rất là tự hào được làm quen và trò chuyện với quý vị. Và có thể chúng ta cùng chào quý khán thính giả và chúc mọi người một cái dịp lễ rất là an lành và hạnh phúc, phải không quý vị? Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị. Vâng, xin chào.